Xin chào tất cả các em. Như các em đã biết là cái bộ môn vật lý khá là khó đối với rất là nhiều bạn. Các bạn thấy là lý khó chẳng biết là làm bài tập như thế nào. Đặc biệt là các bạn có vào những cái trường mà có môn vật lý để xét đại học, thấy rằng mình quá mông lung, không biết ôn từ đâu. Thế thì học sớm là một yếu tố tiên quyết giúp chúng ta có thể tự tin hơn và có cái nền tảng kiến thức vững chắc. Nhưng để có cái kiến thức vững chắc đó thì thầy cùng với đội ngũ cộng tác của tuyển sinh 07 giới thiệu chúng ta một cái khóa học, đó là khóa luyện thi Trung học phổ thông quốc gia môn vật lý. Và để nắm rõ hơn về cái cấu trúc và cách mà thầy hướng dẫn giảng như thế nào thì thầy đưa ra giới thiệu chung cái nội dung của cái khóa này. Nội dung khóa này thì gồm 13 chuyên đề với 192 bài giảng. Thứ hai là đầy đủ các kiến thức cả 10, 11 và 12. Chúng ta cứ phải học đầy đủ, lường trước cái tinh thần thay đổi của bộ. Nếu mà thay đổi chúng ta vẫn có thể đáp ứng được. Và vẫn nhớ cho thầy là cái nội dung trọng tâm vẫn là kiến thức vật lý lớp 12. Rồi là mỗi bài giảng đều có bài tập, luyện tập và có đội ngũ hỗ trợ chúng ta có thể download được các file bài giảng tương ứng để về luyện tập thêm, chữa thêm để chúng ta có một cái tập tài liệu luôn luôn cầm tay ghi nhớ được. Và thầy sẽ giới thiệu cho chúng ta cách mà thầy giảng các bài này, nó đều có một cái cấu trúc. 13 chuyên đề này thì thầy bám theo các chương của sách giáo khoa 10, 11, 12. Nhưng ở đây nó khác với khóa nền tảng. Đó là các chủ đề nhỏ trong này thầy sẽ gộp các vấn đề chứ không phải là theo một bài nào đó. Không theo bài nào đó mà theo một cái chủ đề. Và trong từng chủ đề đó thầy trình bày theo cấu trúc như sau. Với một chủ đề thì thầy luôn luôn có phần đầu tiên là kiến thức cơ bản. Ở cái phần kiến thức cơ bản này thầy sẽ trình bày nội dung cốt lõi là kiến thức về mặt lý thuyết, rồi là các công thức cần phải nhớ cũng như các dạng bài tập tương ứng giúp chúng ta có một cách hình dung một cách tổng thể. Sau khi có cái kiến thức đó rồi thì thầy sẽ có cái phần là bài tập ví dụ. Ở đây các bài tập ví dụ thầy sẽ phân theo dạng bài. Trong đấy thì thầy có tóm tắt, có hướng dẫn giải, rồi các lưu ý cần thiết khi chúng ta làm bài có thể dễ mắc sai lầm. Và sau khi chúng ta có những cái ví dụ đấy rồi, đã hình dung một cách tương đối về mặt lý thuyết rồi, thì chúng ta phải tự làm. Và tự làm thì sẽ có phần là bài tập tự luyện. Đó. Thế thì sau khi chúng ta học các bài tập tự luyện của các chủ đề xong rồi, thì cuối mỗi chương thì lại có một cái hệ thống bài tập theo chương. Chúng ta sẽ rèn luyện cái phản xạ này theo cả một chương. Sau các chương rồi, tức là các chuyên đề lớn rồi, chúng ta sẽ có một cái bài tổng thể, tức là khóa luyện đề. Nếu bạn nào có nhu cầu luyện đề thì sẽ tiếp tục tìm hiểu cái khóa luyện đề sau. Như thế chúng ta sẽ có một cái nền tảng đầy đủ nhất, phản xạ tốt nhất với các kiến thức và bước vào kỳ thi một cách tự tin nhất, đạt kết quả cao nhất. Xin chúc các em thành công.